Các bạn đang nghe truyện cày tại tận thế thêm điểm thăng cấp trên kênh TV Audio CV. Chương 359, con người ta đối xử với người khác rất tốt. Tường rào thủ đô cách tường rào võ thanh cũng không xa, nếu như lúc trước có dị thú triều tấn công, lấy thực lực của tường rào thủ đô, muốn giúp tường rào võ thanh đánh lui dị thú, chắc hẳn không có gì khó khăn chứ. Lâm Phàm rất khó hiểu, khoảng thời gian trước tỉnh dưỡng lão bọn hắn có dị thú triều tiến công toàn diện, cho dù tường rào kim lăng hứng chịu dị thú chủ lực tiến công, nhưng vẫn rút ra một ít cường giả để cứu viện. Khó thì đương nhiên không có gì khó khăn, nhưng Tường Rào Thủ Đô sẽ không ra tay giúp đỡ. Hai ngày trước khi dị thú triều bột phát, Tường Rào Thủ Đô đích thân thông báo cho nhân viên của Tường Rào Võ Thanh, yêu cầu bọn hắn rút lui đến Tường Rào Thủ Đô. Mục đích bọn hắn làm như vậy là vì muốn thống nhất lực lượng, khiến càng nhiều người đến Tường Rào Thủ Đô, cống hiến một phần lực lượng xây dựng Tường Rào Thủ Đô. Lý Đạt nói. Cho nên, đều đi hết, không phải có người đi nhưng vẫn có người muốn ở lại canh giữ tường rào võ thanh muốn cùng tồn vong với tường rào lý đạt lắc đầu đây chính là chuyện mà tường rào thủ đô muốn thấy nhất lấy tường rào thủ đô làm trung tâm các tường rào xung quanh phần lớn đều bị dị thú tiêu diệt nhân viên đều kéo đến tường rào thủ đô người đã đến tường rào thủ đô chắc hẳn là đã thấy được sự phát triển ở nơi đó rồi đó là dùng từng người sống sót chồng chất lên đó đã thấy phát triển rất tốt cường giả rất nhiều khả năng dị thú muốn công phá tường rào thủ đô cơ hồ là không Lâm Phàm không thể không thừa nhận sự phát triển của tường rào thủ đô. Chỉ cần so sánh tường rào Miếu Loan với tường rào thủ đô, cái kia chẳng khác nào đang so con kiến với voi lớn, không đáng nhắc đến, một chân là có thể dẫm chết. Nhưng không sao cả. Kiến nhiều đương nhiên cũng có thể cắn chết voi. Hắn luôn tràn ngập lòng tin đối với sự phát triển của tường rào Miếu Loan. Lý Đạt nói, phát triển cho dù tốt thì làm được gì, có thể hưởng thụ được những phúc lợi kia chỉ là một số ít người mà thôi phần lớn người chỉ có thể chia sẻ chưa đến một phần trăm chỗ tốt này bỏ ra và nhận được không có mối tương quan trực tiếp. Thiếu niên ngồi ghế phó lái hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bàn thúc tường rào thủ đô không phải vẫn đang bảo vệ sự an toàn của người sống sót sao? Lý Đặc Biểu môi nói. Thôi đi bảo vệ an toàn, vì thế mà chọn lựa ra người hy sinh trong phần lớn người đó bồi dưỡng bọn hắn xem như lợi khí trong tay, mà những người chân chính hưởng phúc lợi kia lại không có bất cứ tổn thất nào. Nghe lời đối phương nói, nói thế nào đây? lâm phàm cảm thấy người tên lý đạt này tư tưởng có chút cấp tiến nhưng không phải không có lý thấy lâm phàm không nói gì lý đạt quay đầu lại nói người cảm thấy ta nói có lý không rất nghiêm túc mà hỏi thăm có lâm phàm vô cùng kiên định gật đầu việc này không liên quan gì đến hắn không cần thiết phải cứng rắn đối địch với người ta thuận theo ý của người ta là được lý đạt mỉm cười rõ ràng ý nghĩ của mình được người ta tán thành đối với hắn ta mà nói thật là vui vẻ các ngươi sinh sống ở thôn Bắc Dương lâu chưa? Lâm Phàm chuyển sang vấn đề khác, hỏi thăm chuyện của thôn Bắc Dương. Lý Đạt nói, được khoảng một thời gian rồi, tính ra cũng ba, bốn năm. Vậy thì rất lâu đó. Lâm Phàm cảm thấy cái thôn Bắc Dương này rất an toàn, dù sao cũng đã ba, bốn năm rồi, thế mà có thể tồn tại cho đến bây giờ không bị dị thú công phá, chỉ có thể nói phòng ngự bên đó rất tốt. Đúng vậy. Lý Đạt nhớ lại thời gian đã trải qua lúc trước hắn ta phát hiện căn cứ bí ẩn ở thôn bắc dương đầu tiên cảm thấy cho dù không có tường thành cao ngất thì sao chứ vẫn vô cùng an toàn về sau từ từ có người đến dân số căn cứ dần dần nhiều hơn vừa mới bắt đầu rất khó khăn mỗi người đến đây đều có mục đích riêng phải đạt được đều muốn bản thân mình sống thật tốt nhưng mà có sự chân thành cảm nhiễm chỉ cần hắn ta là người cuối cùng sẽ bị chân thành đã động từ đó thay đổi ý nghĩ trong lòng xem căn cứ ở thôn bắc dương là nhà của mình một khi tán thành, dung nhập vào trong đó. Thuộc tính của mái nhà chính là khiến tất cả mọi người đoàn kết lại, sự ấm cho nhau, cùng chung hoạn nạn trong tận thế. Xe cổ tiến vào trong thông trang, bản hiện thôn Bắc Dương rất dễ nhìn thấy, rõ ràng đã được chế tạo một lần nữa. Con đường sạch sẽ, không có bất cứ xe cổ hoang phế nào ngủ ngang trên đường. Thông trang bây giờ đã không còn là nhà lá như mấy thập niên trước nữa, mà là xi măng cốt thép, thậm chí còn có nhà cao 4-5 tầng đương nhiên ở thôn trang thích hợp nhất chính là xây dựng khu công nghiệp ví dụ như nhà máy sẽ thường được mở ở bên trong một ít thôn trấn đây cũng là thứ mà chính phủ khuyến khích có thể đề cao gdp kéo kinh tế cư dân ở nơi đó lên đồng thời giữ lại người trẻ tuổi không khiến dân cư bị già hóa nghiêm trọng rất nhanh xe hàng đã chạy đến cửa chính một cái nhà máy lý đạt quan sát tình hình xung quanh giơ ngón tay cái với camera cửa lớn nhanh chóng mở ra xe hàng chạy vào cửa lớn đóng lại Đến rồi, nơi này chính là căn cứ của chúng ta. Lý Đạt vơ mo cửa xe, xuống xe, cảm giác quay về căn cứ thật tốt. Xung quanh chỉ có tường vây cao khoảng 3 4 mét, khiến Lâm Phàm Hoài Nghi có phải mình đến sai chỗ rồi hay không, cho dù trên tường rào có lưới sắt, có vẻ như được thông điện, nhưng cứ như vậy, tính phòng ngự này hình như cũng không thể ngăn được dị thú chứ. Tối đa cũng chỉ có thể cản được một ít dị thú hồng huyết bình thường mà thôi. Tùy tiện có một con dị thú cấp một đến, cũng có thể nhảy qua tường vây này, không hề có chút khó khăn nào. Độ cao của tường vây hơi thấp đó. Lâm Phàm nói. Lý Đạt đến bên cạnh Lâm Phàm, cười he he nói, ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy mà, nhưng ngươi có nghĩ đến hay không, tường vây càng cao, nguy hiểm lại càng lớn, đã qua nhiều năm quan sát như vậy, dị thú cũng có tư tưởng, tường vây bình thường ngược lại sẽ không khiến bọn nó chú ý đến. Thiếu niên bên cạnh nói, bàn thúc nói đúng không thì không biết, nhưng ít ra thì nhiều năm qua, cho đến bây giờ vẫn không gặp tình huống dị thú vây quanh nơi này lâm phà mỉm cười nói ta cảm thấy nói rất có lý lúc này cách đó không xa cửa chính nhà máy mở ra mấy người sống sót vội vàng chạy ra bàn ca bàn ca các ngươi về rồi lý đạt chỉ chỉ xe hàng nói thu hoạch không tệ nhanh vận chuyển đi được đám người mở cửa khoang xe hàng ra một mùi máu tươi ập vào mặt sinh hoạt trong tận thế bọn hắn đã sớm tập thành thói quen không hề có chút trở ngại nào khiêng thịt dị thú vào bên trong nhà máy lý đạt chỉ vào nhà máy nói có một ngày ta đi qua nơi này tò mò vào trong nhìn xem không ngờ bên trong nhà máy này còn có một cái phòng chứa dưới mặt đất không gian rất lớn hơn nữa bên trong còn có các loại thiết bị máy phát điện đầy đủ mọi thứ đều có thể dùng ta cảm thấy ở chỗ này so với ở trong tường rào thì tốt hơn rất nhiều cho nên định cư ở chỗ này phòng chứa dưới mặt đất ừm cái này thật sự là chỗ tốt. Lâm Phạm nghe thấy vậy, cực cực đầu, rất tán thành với cái này, nhất là thiết bị đều đầy đủ, sau tận thế, điện lực bị cắt đứt, có máy phát điện, vậy thì có nghĩa là không thiếu điện. Vào trong kiếm một chỗ nào đó ngồi đi. Lý Đạt mời nói. Được. Lâm Phạm không từ chối, muốn xem tình hình bên trong như thế nào. Cũng không lâu lắm, hàng hóa vận chuyển xong, Lý Đạt dẫn theo Lâm Phạm vào trong nhà máy, cái gọi là phòng chứa dưới mặt đất có một tấm cửa sắt che kín, mở cửa sắt ra, ánh đèn sáng ngời hắt ra. Đi vào trong thông đạo, cũng không có cảm giác kìm nén, thông đạo rất rộng rãi, một bên hành lang treo một loạt bóng đèn, ánh đèn chiếu sáng mọi thứ, kéo dài đến mãi vào bên trong, tầm mắt rộng rãi, độ cao khoảng chừng 4, 5 mét, diện tích tổng thể, có vẻ lớn chừng nửa sân bóng. Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người? Lâm Phàm hỏi. 76 người. Lý Đạt trả lời, nhân số trước kia đạt đến trăm người, nhưng mà một năm gần đây, lục tục có người rời đi, muốn đến tường rào lớn hơn, ta cũng không ngăn cản, bởi vì ai cũng có ý nghĩ riêng của mình, ở chỗ này, cũng là ta hạn chế sự tiến bộ của bọn hắn, điểm này, ta thừa nhận. Hạn chế tiến bộ Lâm Phàm không hiểu Lý Đạt cực đầu nói, đúng, ở chỗ này, người có thể ra ngoài săn giết dị thú cũng chỉ có những người đó, mà mỗi lần săn giết dị thú trở về, đều sẽ phân chia cho mọi người cho nên đối với bọn hắn mà nói không đủ huyết tinh và thịt dị thú thực lực tăng lên rất chậm lâm phàm có thể hiểu được những người kia vì sao lại rời đi dù sao thì bọn hắn bỏ ra nhiều nhất trong tận thế thực lực mới là đạo lý quyết định không đủ thực lực thì không thể nào đối mặt với tận thế hành động của lý đạt người có thể nói hắn ta ngu xuẩn nhưng không thể nói hắn ta là người xấu thông thường cường giả đều thích lợi dụng kẻ yếu nhưng cũng có một vài cường giả tình nguyện bảo vệ kẻ yếu, cùng nhau sống sót trong tận thế gian nan. Vậy bây giờ các ngươi có bao nhiêu người có thể săn giết dị thú? Lâm Phàm hỏi. Lý Đạt nói, trước kia có 15 người, bây giờ cộng thêm ta cũng chỉ có 7 người, trước kia khi ra ngoài săn giết dị thú, đều là bốn người ra ngoài, giữ lại ba người ở lại bảo vệ nơi này, đề phòng có biến xảy ra. 8 người đi. Cái này đã ảnh hưởng rất lớn đối với căn cứ này dựa vào 7 người nuôi sống hơn 70 người, công việc này chỉ có thể nói là rất khó, độ khó rất cao, nhưng ngẫm lại tình hình bây giờ của tường rào miếu loan bọn hắn, không đúng, cũng không thể nói như vậy. Người bình thường ở tường rào miếu loan bọn hắn đều dốc sức cống hiến cho tường rào, ví dụ như trồng trọt, sửa xe, dạy học, bác dĩ, kỹ sư các loại. Cái này đều cần nhân lực. Mà giác tỉnh giả và liệp sát giả có hiểu những cái này không? Nhất định là không hiểu họ chỉ hiểu làm thế nào để săn giết dị thú mà thôi. Cho nên chỉ là công việc khác biệt mà thôi, cố gắng bỏ ra đều như nhau. Trong quá trình Lâm Phàm và Lý Đạt nói chuyện với nhau, cách đó không xa có hai nam tử liệt sách giả đang trao đổi với nhau. Cũng chỉ có những thứ này, tiếp tục như vậy thì không được, tiếp tục ở đây, chúng ta chỉ có thể dậm chân tại chỗ, muốn đạt đến cấp 4 không biết phải đến lúc nào. Nam tử trung niên nói chuyện tên là Hàng Tứ, hắn ta ở chỗ này đã gần 2 năm, thế nhưng thực lực vẫn mãi không có tiến bộ quá lớn, lúc đến là cấp 3, đến bây giờ vẫn là cấp 3, nếu như là ở nơi khác, hoặc đơn độc đã đấu, chỉ cần không chết, đã sớm lên cấp 4 rồi. Một vị nam tử khác có vẻ cũng chỉ khoảng 27-28 tuổi mà thôi, lúc này cúi đầu, trầm tư, không trả lời. Trương Hải, ngươi nói rõ ra đi, ngươi có đi hay không, ngươi không đi, ta đi, ta nhất định phải vì chính mình mà dốc sức, cứ ở chỗ này mãi không có hy vọng, huyết tinh và thịt dị thú hoàn toàn không thỏa mãn được nhu cầu của chúng ta, thức ăn của hơn 70 người đều dựa vào mấy người chúng ta, quá mệt mỏi. Hàng tứ biết trong lòng Trương Hải do dự. Hàng tứ ca, làm như vậy có phải không tốt hay không? Trương Hải ở chỗ này cũng đã lâu, muốn nói bản thân không có tình cảm với nơi này là giả, chỉ là cho đến nay, kính dân và hồi báo không hề có quan hệ trực tiếp, thật ra trong lòng hắn ta cũng có chút bất mãn chỉ là bàn ca có ơn với hắn ta đã cứu mạng hắn ta lúc trước hắn ta cũng giống như hàng tứ ca đều gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài được bàn ca cứu sống dẫn về nơi này ánh mắt hàng tứ kiên định nói không có gì là không tốt ta biết bàn ca có ơn cứu mạng với chúng ta nhưng mấy năm nay chúng ta làm việc đã báo đáp đủ rồi trước kia khi có người rời đi ta không đi theo bởi vì ta không muốn nhìn thấy có quá nhiều người đi cùng một lúc khiến bàn ca không thể nào chèo chống được nơi này nhưng bây giờ ta thật sự muốn đi tận thế không thể nào kết thúc dị thú càng lúc càng lợi hại ta chỉ muốn tăng thực lực của mình lên bản thân mình có thể sống sót thật tốt trong tận thế nghe hàng tứ ca nói những lời này trương hải cuối cùng cũng yên lặng gật đầu đừng đưa huyết tinh chúng ta gặp nhau cũng là có duyên phận chút xăng đó chúng ta vẫn lấy ra được lý đạt và lâm phàm trò chuyện càng lúc càng thân vốn muốn bán xăng nhưng trò chuyện một lát hắn ta lại cảm thấy vị lâm phàm trước mắt này là người không tệ trong tận thế. Hắn ta muốn kết giao bằng hữu với lâm phàm, dù sao thì có thể kết giao với một vị bằng hữu có cùng quan điểm cũng rất khó. Cho nên khi lâm phàm lấy huyết tinh ra mua xăng, hắn ta từ chối. Đừng, nên mua vẫn phải mua, bây giờ xăng thật sự rất quý giá, ta không thể nào chiếm tiện nghi của các ngươi được. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đây chính là phong cách làm việc của lâm phàm, đối mặt với tình huống như vậy, trước kia đưa chút huyết tinh cấp 2 là được, nhưng bây giờ, hắn ta không chỉ muốn cho, mà còn cho nhiều hơn. Đừng, đừng, nếu như ngươi nhận người bằng hữu như ta, vậy thì đừng làm như vậy. Nhưng vào lúc này, bàn ca, hàng tứ và trương hải đến. Lý Đạt cười nói, giới thiệu cho các ngươi một vị bằng hữu ta gặp trên đường, Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu với bọn hắn, chào các ngươi. Chào ngươi. Chào ngươi. Hàng Tứ và Trương Hải chào hỏi với Lâm Phàm, chỉ là có chút không để tâm, rõ ràng bây giờ bọn hắn có tâm sự. Loại tình huống này đương nhiên lý đạt có thể nhận ra được. Các ngươi có việc gì sao? Hắn ta biết chắc chắn có việc, nếu như không có chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Hàng Tứ và Trương Hải liếc nhìn nhau, quyết định tạm thời không nói, dù sao thì có người ngoài ở đây, nếu bây giờ nói ra, có lẽ sẽ khiến bàn ca mất mặt, cảm thấy cái này nói riêng với nhau sẽ tốt hơn có việc gì cứ nói đi. Lý Đạt nói. Không, không có việc gì. Trương Hải lắc đầu nói. Lý Đạt xem như đã nhìn thấu được, thở dài nói. Các ngươi muốn rời khỏi nơi này đúng không? a à, Trương Hải đột nhiên ngẩng đầu. Hàng tứ cũng khiếp sợ nhìn bàn ca, rõ ràng không ngờ bàn ca lại nhìn ra. Lâm Phàm bên cạnh thì không ngờ sẽ nghĩ ra chuyện như vậy, có tất cả bảy người có thực lực, bây giờ lại đi hai người, vậy thì còn lại năm người năm người phải chăm lo thức ăn cho hơn 70 người, áp lực chợt tăng. Lý Đạt nhìn về phía hàng tứ, thở dài nói, trong khoảng thời gian này ta đã nhìn ra được, ngươi có suy nghĩ muốn đi, đối với chuyện này ta có thể hiểu được, dù sao thì người đều phải đi về phía trước, trong hai năm này, cống hiến ngươi làm ra cho nơi này rõ như ba ngày, mọi người có thể sống tốt đến bây giờ, không thể nào bỏ qua công lao của ngươi. Mà thiếu niên đang đi về phía này, nghe được lời của bọn hắn. Trừng mắt hoàn toàn không dám tin hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì cho tốt chỉ có thể siết chặt tay thành nắm đấm vô cùng buồn bã đây cũng không phải lần đầu tiên có người muốn rời đi ngẫm lại lúc trước khi có người lựa chọn rời đi hắn ta còn rất tức giận ồn ào với bọn họ nhưng bây giờ hắn ta hiểu được có chuyện không thể nào ngăn được hắn ta yên lặng đến sau lưng lý đạt ánh mắt nhìn hàng tứ và trương hải lý đạt vỗ vai hàng tứ cười hỏi chuẩn bị đi đâu nhìn như đang cười nhưng thật ra trong lòng vô cùng chua xót cũng có cảm giác vô cùng bất lực hắn ta biết tình hình căn cứ nhỏ không giữ người được chỉ cần là giác tỉnh giả hoặc là liệp sát giả đều sẽ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này đi đến nơi rộng lớn hơn để phát triển vừa mới bắt đầu không đi có thể là thật sự không có ý đó hoặc là thật sự muốn cùng nhau cố gắng nhưng sau khi cố gắng mà không đạt được thành quả lớn thì sẽ có ý nghĩ này nghĩ đến bản thân mình cũng có lúc khi đêm xuống người yên, cũng sẽ nghĩ đến, nếu như ta vứt bỏ những người này, một mình xông xáo, có phải sẽ tốt hơn không, thực lực cũng tăng lên nhanh hơn. Nhưng rất nhanh, hắn ta đã bỏ ý nghĩ này đi. Bởi vì hắn ta biết trên người mình còn trách nhiệm không thể nào vứt bỏ. Tường rào thủ đô. Hàng tứ nói. Lý Đạt cực đầu, hiểu ra tường rào thủ đô là nơi duy nhất để đi, nơi đó quả thật cạnh tranh rất lớn, nhưng mà khắp nơi đều tràn ngập hy vọng bàn ca xin lỗi không sao cả các ngươi tự có lựa chọn của mình yên tâm đi ta sẽ không ngăn cản cũng sẽ không nhiều lời chuẩn bị khi nào đi lý đạt hỏi hàng tứ nhìn trương hải ta và tiểu trương định lát nữa rồi đi khi nói chuyện này ra đã không còn đường lui nào nữa vội vã như vậy sao vậy đợi lát nữa cầm theo một ít huyết tinh đến nơi đó nhất định phải dùng đến Lý Đạt nói: "Hàng Tứ, không được, huyết tinh để lại ở đây là được rồi, tự chúng ta có thể săn giết dị thú, sinh hoạt cơ bản không thành vấn đề." Lúc này, Lâm Phàm từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng. Hắn biết bây giờ không phải là lúc hắn nên nói. Hàng Tứ và Trương Hải thu dọn đồ đạc đi, phòng chứa chỉ lớn như vậy, động tĩnh của bọn hắn đều bị mọi người nhìn thấy, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt của những người bình thường kia nhìn về phía mình, bọn hắn cúi đầu không dám đối mặt đó là từng đôi mắt cầu sinh muốn sống sót ba người khác nhìn đồng bạn từng kè sai sát cánh chiến đấu muốn đi ánh mắt bọn hắn rất phức tạp có rất nhiều lời muốn nói nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì cho tốt chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng lâm phàm vỗ vai lý đạt an ủi không lời lý đạt quay đầu lại vẻ mặt rất bình tĩnh vẫn cười nói như cũ không có việc gì những cái này đã quen rồi dù sao thì chỉ cần có ta ở nơi này nơi này không thể tan rã được nên ăn thì ăn nên uống thì uống không sao cả nếu có một tường rào an toàn mời ngươi đến đó ngươi có đi không lâm phàm hỏi lý đạt nhìn đám người sống sót bất đắc dĩ nói nhiều người như vậy chúng ta lại không có phương tiện chuyên chở đi không được lâm phàm nói quả thật là không có phương tiện giao thông vậy nếu có phương tiện giao thông đến đón ngươi có đồng ý không nghĩ đến khoảng cách giữa thôn Bắc Dương và tường rào Miếu Loan, đó là quãng đường dài dằng dặc, chỉ có xe buýt cỡ lớn mới có thể chở đi, chỉ là xe buýt này, đến tường rào Miếu Loan bọn hắn cũng không có. Lý Đạt biết Lâm Phàm đang tung cành ô liu cho mình, chỉ là hắn ta không đồng ý ngay, bởi vì cái này không phải là chuyện có thể tùy tiện xác định. Hắn ta cần phải đảm bảo an toàn của hơn 70 người. Rất an toàn sao, rất an toàn. Lâm Phàm khẳng định. Ha ha, đến lúc đó lại nói đi lý đạt không cho là thật cười pha trò lâm phàm biết bây giờ không có phương tiện giao thông cho dù có nói thật tốt cũng vô dụng hắn cảm thấy lý đạt bảo vệ đám người này là có thể lôi kéo về tường rào miếu loan muốn phát triển phải có đầy đủ nhân số khi nhân số tăng lên thực lực sẽ tăng trưởng trò chuyện một lúc lâm phàm chào tạm biệt lý đạt tiễn hắn đến tận cửa ra vào vẫy tay với hắn hắn lái xe rời đi chỉ là không vội vàng đi ngay mà muốn đưa một chút lễ vật cho bọn người Lý Đạt. Người ta đã cho hắn xăng, không quan tâm tình huống như thế nào, đáp lễ nên có vẫn phải có. Dị thú xung quanh tương đối nhiều. Muốn săn giết dị thú là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau một hồi, thôn Bắc Dương, trong nhà xưởng. Lý Đạt ở bên trong phòng quan sát, dựa lưng vào ghế, vô lực ngồi đó, muốn nói chuyện hàng tứ và Trương Hải rời đi, có gây ảnh hưởng đến hắn ta hay không, đương nhiên là có bây giờ căn cứ vốn nhỏ lại đi thêm hai vị càng khiến bọn hắn khó càng thêm khó chỉ là cho dù như vậy thì còn có thể thế nào tất cả đều phải dựa vào bản thân mình mà tiến lên điều chỉnh tốt tâm tình rồi lý đạt chuẩn bị đứng dậy nhìn xem tình hình vật tư dự trữ đột nhiên hắn thấy được hình ảnh trong camera xuất hiện một bóng người còn có vài xác dị thú khổng lồ lâm phàm lý đạt liếc mắt một cái đã nhìn ra lâm phàm Lâm Phàm thế mà còn đối mặt với camera mỉm cười vẫy tay, một câu cũng không nói, quay người rời đi, đi vô cùng quả quyết, không hề do dự. Nhìn thấy tình hình này. Lý Đạt vội vàng chạy ra ngoài, lúc ra đến nơi, đã không còn bóng dáng Lâm Phàm nữa, chỉ có xác vài con dị thú khổng lồ đang nằm lẳng lặng ở đó. Cấp 3, cấp 4, cấp 5 thậm chí, huyết tinh dị thú còn không lấy ra. Người sống sót khác chạy đến. Nhìn thấy xác những con dị thú khổng lồ này, cũng sợ ngây người. Cái này Lý Đạt ngẫm nghĩ, trong lòng yên lặng tạ ơn. Mà chuyện này xảy ra, đã hòa tan sự bi thương trong lòng hắn ta đối với chuyện hai người kia rời đi, có xác dị thú này, một khoảng thời gian rất dài, căn cứ sẽ không phát sầu vì chuyện ăn uống. Lúc trước, dị thú bọn hắn giết đều có cấp bậc hơi thấp. Hình thể tương đối nhỏ bé. Bây giờ chỉ cần một con dị thú cấp 5, cũng đủ nuôi sống một đám người. Quy mô của cái tường rào võ thanh này cũng không nhỏ đó. Hắn lái xe chạy đến tường rào võ thanh, nhìn tường thành đã sụp đổ đã biết trận chiến lúc trước kịch liệt như thế nào, mà cấp bậc dị thú phá hư tường thành nhất định cũng không thấp. Nhìn mức độ đổ nát, càng giống như nổ tung. Từ đó biết được, tuyệt đối là dị thú thức tỉnh. Rống, rống, từng tiếng gào thét vang lên. Các dị thú chiếm lĩnh nơi này, chỉ trong chốc lát hắn quan sát đã có mười mấy con dị thú xuất hiện trong đống đổ nát, nhìn chầm chầm về phía hắn. Có thể tụ tập dị thú cấp 3, chỉ có thể nói rõ, trong này chắc hẳn có dị thú cấp bậc cao hơn. Đây là kinh nghiệm hắn đúc kết được sau khi thường xuyên săn giết dị thú. Dị thú phải có tiểu đệ làm việc. Nếu như dị thú cấp 3 chiếm lấy nơi này, vậy thì tiểu đệ làm việc có thể là dị thú cấp 2. Nói thật, có lúc hắn cũng cảm thấy đáng thương cho dị thú hồng huyết bình thường không quan tâm là tình cảnh gì. Dị thú hồng huyết bình thường đều đáng thương nhất. Thê thảm nhất. Xoát, 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 dị thú cấp 3 gào lên một tiếng, dị thú cấp bậc thấp bên cạnh điên cuồng sông về phía lâm phàm. Cho dù dị thú cấp 3 cũng chỉ là tiểu đệ, nhưng vào giờ phút này, nó cũng là mạnh nhất, làm việc đương nhiên phải để dị thú thấp hơn nó làm việc. Lâm Phàm đi vào bên trong tường rào, đối mặt với dị thú đang xông đến, từ đầu đến cuối đều thông dong bình tĩnh, hai ngón tay bắn ra đạn của người khác có thể là cục đá mà đạn của hắn chính là lửa lừa hỏa cầu của hắn sau khi chạm đến dị thú nảy sinh nổ lớn trực tiếp nổ dị thú tan xác dị thú cấp ba quan sát thấy tình hình này rõ ràng giật mình co cẳng chạy vào bên trong tường rào ngao tiếng gào vang lên giống như đang nói lão đại suy nghĩ có chút không ổn ngươi phải ra tay thôi tiểu đệ không chịu nổi sau khi tiếng kêu gào này vừa dứt, chỉ trong chớp mắt, tiếng gầm gừ trong tường rào càng thêm dày đặc, kinh người, tựa như dị thú tồn tại đông đúc không có điểm cuối. Số lượng rất nhiều. Lâm Phàm nghe thấy tiếng động, cho dù không tận mắt nhìn thấy, cũng có thể đoán ra. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, mặt đất khẽ chấn động, chiếc bước chân dày đặc truyền đến. Lâm Phàm vung tay lên, chỉ một ngón tay ra, quả cầu lửa từ đầu ngón tay xuất hiện, nhảy nhót từ một điểm nhỏ dần dần mở rộng ra, cuối cùng hóa thành một mặt trời chói mắt. Nhiệt độ cực nóng khuếch tán, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên khô khốc. Dị thú phủ trời ngập đất kéo đến, lúc nhìn thấy mặt trời sáng chói kia, kinh hải vội vàng phanh lại, đằng trước phanh lại, phía sau va chạm, chen chúc vào một chỗ. Số lượng thật sự không ít. Ngón tay Lâm Phàm bắn ra, mặt trời sáng chói bay đến, có sự khống chế của hắn, mặt trời kia lập tức phân tán hóa thành vô số quả cầu lửa cỡ nhỏ, lao vào bên trong quần thể dị thú. ầm 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 tiếng ầm vang không ngừng vang lên. Tính ra đại quân hàng trăm dị thú trực tiếp toàn quân bị diệt, toàn bộ hiện trường đều có mùi khét phiêu tán. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trước, có một con dị thú hai chân trước giao nhau, đầu gác lên nằm ngủ, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, con người màu đỏ tươi ánh lên vẻ hung lệ, trong chốc lát, vẻ hung lệ không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kinh ngạc tiểu đệ của ta đâu, khi nhìn thấy từng cái xác tỏa nhiệt kia. Dị thú dường như đã hiểu ra. Tiểu đệ của mình có khả năng đều ở đây. Rống dị thú đứng dậy, lộ ra đường văn màu vàng ở phần bụng. Hai mắt lâm phàm sáng lên, đây là dị thú cấp 6. Dị thú cấp 6 ở trong mắt lâm phàm đại biểu cho điểm tiến hóa cộng 2, hơn thế nữa còn là một viên huyết tinh cấp 6. Ngươi là dị thú cấp 6, cho ngươi tôn trọng vốn có, Ta rút đao chém ngươi." Lâm Phàm rút lôi kiếp ra, khi nói xong lời này, lập tức hóa thành tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt dị thú, vùng đao chém xuống, không gian có luồng hắc mang, thật lâu cũng không thể tiêu tán. Phốc phốc, thân thể dị thú bị chém đôi, máu tươi phun ra tung tóe, một tiếng ầm vang, sụp xuống mặt đất. Điểm tiến hóa cộng 2. Chính là hoàng mỹ như thế. Lấy huyết tinh ra. Một viên huyết tinh cấp 6 đến tay mà huyết tinh của đám dị thú vừa bị hắn giết kia đương nhiên cũng không thể lãng phí được thịt mũi cũng là thịt trong tận thế không quan tâm là thứ gì đều cần phải có huyết tinh để mua sức mua còn rất mạnh không thể nào coi nhẹ thu thập hết tất cả huyết tinh đựng đầy một túi lớn tuy rằng cấp bậc khá thấp nhưng cũng không tệ ngay lúc hắn muốn đi đột nhiên nhìn về phía cánh cổng kim loại đang đóng chặt trú ẩn kiến trúc mà mọi tường rào đều có hơn nữa cái cửa lớn này còn rất hoàn chỉnh, nhìn có vẻ chưa bị phá hư bao giờ, ngẫm nghĩ, bên trong có đồ tốt gì không, chỉ là tường rào võ thanh đã bị tiêu diệt 5 năm rồi. Cho dù có, nhất định có đã có người đến đây vơ vét. Được rồi, không quan tâm đến chuyện đã từng bị vơ vét hay không, đi vào xem lãng phí bao nhiêu thời gian chứ, lỡ như có thì sao? Đi đến trước cửa sắt, vung đao, trực tiếp chém cửa lớn ra. Ngay khi cửa bị phá nát, một mùi mục nát ập thẳng vào mặt chỉ là khiến lâm phàm không ngờ đến là bên trong lại có ánh đèn lóe lên năm năm vậy mà cũng không bị cắt điện chuyện này chỉ có thể nói hệ thống cung cấp điện bên trong vẫn luôn được vận hành trong thông đạo có xương cốt vỡ vụn nhìn qua chính là xương người chỉ là xương người cũng không hoàn chỉnh tiếp tục đi sâu vào bên trong bên trong ánh đèn lấp lóe không có một tiếng động nào chỉ có tiếng rè rè của bóng đèn lấp lóe khi càng đi sâu vào bên trong thi thể càng nhiều nhìn thấy một bộ xương người khá hoàn chỉnh chỉ là xương sọ lõm xuống xem ra bị ngoại lực đánh thương chắc hẳn là có người trốn vào trong hầm trú ẩn vào lúc dị thú triều diễn ra chỉ là bị nhốt ở trong này cuối cùng vì vật tư phát sinh cướp đoạt giết hại lẫn nhau sau đó toàn quân bị diệt rất có khả năng này hoàn cảnh bẩn thỉu khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại khắp nơi đều là xương cốt vỡ vụn hắn không phải pháp y chuyên nghiệp nhưng mà hắn biết những xương cốt này ít nhất phải 2 3 năm. Xương tay này là bị bể gãy. Xương đầu này bị lõm vào, xem ra là bị một quyền đánh vỡ đầu. Phân tích rất rõ ràng, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn rất muốn biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đáng tiếc chính là không có video ghi lại tình cảnh đã xảy ra ở nơi này. Đi đến một khu vực trống trải, thiết bị nơi này đã bị phá hư, đồ vật tản mát đầy đất, ngay khi hắn muốn nhìn xem thử có gì đó hay không, một bóng đen từ nơi âm u đột nhiên xông ra lâm phàm nghi người né tránh một quyền vung ra phịch một tiếng đánh bay đối phương bóng người kia đập vào vách tường trượt xuống phun ra máu tươi mất đi năng lực hành động người sống đối phương tóc tai bù xù toàn thân vô cùng bẩn thiểu, không nhìn thấy rõ dung mạo thậm chí cho dù bị một quyền của mình đánh mất năng lực hành động trong miệng cũng chỉ gào lên tiếng gầm thét như giả thú người có thể nói chuyện không lâm phàm đi đến chỗ đối phương ngay sau đó lại lui lại, mùi trên người đối phương quá nồng, đây là tích lũy lâu dài mà thành. Đối phương vẫn gầm nhẹ, giống như giả thú, vô cùng tràn ngập địch ý với hắn. Dùng cả tay và chân bò sát, tràn ngập tính công kính đến gần Lâm Phàm. Lâm Phàm hiếp mắt, chẳng lẽ bị nhốt ở nơi này quá lâu, cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, khiến tâm lý đối phương biến thái, từ đó ăn mòn nhân tính, chỉ còn lại thú tính, có khả năng này. Vì thế, hắn giơ tay lên, ném ra một ngọn lửa lên người đối phương, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả người, biến người kia thành người lửa, trong chốc lát, tiếng kêu trên tiêu tán không còn, chỉ còn một đống cặn đen ở dưới đất. Ai? Lâm Phàm lắc đầu, cứu thì khẳng định không thể cứu được rồi, kéo một tên điên đã mất hết nhân tính trở về biên giới người bình thường, cái này cần phải tốn hao bao nhiêu công sức và kiên nhẫn chứ? Huống hồ lại không quen biết. Ai quản chứ? Tiếp tục đi vào bên trong, không biết bên trong còn người sống nào khác hay không. Đột nhiên, bên trong hầm trú ẩn có một cánh cửa sắt khiến hắn chú ý đến. Xuyên qua phần kính trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có nhiều vật chất màu trắng hình bầu dục giống như kén ve. Những cái này là, khó hiểu. Một đao cắt cửa ra, đi vào, bên trong đầy đủ ánh sáng, cũng không bị phá hỏng gì cả. Lập tức, hắn nhìn thấy bên cạnh những cái kén ve này có bộ xương cốt, trên xương cốt có những sợi tơ giống như mạng nhện, kết nối với kén ve lâm phàm đi đến bên cạnh bộ xương bộ xương không hề có bất cứ vết tích tổn thương nào không hề bị ngoại lực gì tổn thương ánh mắt nhìn thấy một bản bút ký phủ đầy cho bụi cầm lên phủi đi cho bụi bên trên đây là thứ mà người kia để lại có lẽ những gì mình muốn biết ở bên trong này đều sẽ có ghi lại lật tờ đầu tiên nội dung khiến sắc mặt lâm phàm thay đổi Dị thú triều là do tường rào thủ đô cố ý dẫn đến. Cho dù đã qua rất nhiều năm, vẫn có thể từ trong những chữ viết này nhìn ra được người trong cuộc khi viết ra những dòng này, trong lòng tức giận đến mức nào, mức độ đề bút rất mạnh. Tường rào thủ đô gây ra dị thú triều tiến công tường rào võ thanh. Đây có khả năng chính là ván cờ giữa hai tường rào. Chuyện rất bình thường. Chỉ cần là người quản lý địa bàn, không quan tâm bên ngoài nghiêng tờ lệch đất như thế nào, suy nghĩ vĩnh viễn chỉ có lợi ích dị thú là dị thú cho dù dị thú là kẻ cầm đầu hủy diệt đi nền văn minh nhân loại nhưng trong ván cờ này cũng có thể xem dị thú như công cụ lợi dụng xem ra vần phải cẩn thận tường rào thủ đô mới được trong lòng lâm phàm thầm nói sau đó tiếp tục lật xem đến nội dung ghi chép sau đó là một vài chuyện xảy ra khi ở trong hầm trú ẩn bên trong hầm trú ẩn tích lũy khá nhiều vật tư có thể cung cấp cho mấy trăm người sinh sống hai năm dài chỉ cần chờ đến khi dị thú triều lui đi là có thể giành lấy cuộc sống mới nhưng dị thú triều lần này rất quái lạ, từ đầu đến cuối luôn có lượng lớn dị thú chờ bên ngoài, không hề tản đi, cuộc sống từng này trôi qua, vào tháng thứ ba, rốt cuộc có người ra tay, diễn ra trận chiến cướp đoạt vật tư. Khi vật tư bị chia cắt xong, mọi người đều tự mình ở một góc của mình, khi không có gì hạn chế, đồ ăn của mọi người tiêu hao rất nhanh, còn chưa đến một năm, đã có người tiêu hao hết vật tư, mà dị thú ở bên ngoài thì vẫn còn ở đó. Nhìn nội dung ghi chép bên trong bản bút ký. Lâm Phạm biết trong tình hình như vậy, xảy ra chuyện đó cũng là bình thường. Khắc chế và quy hoạch hợp lý, thông thường có thể kiên trì càng lâu. Nhưng không có sự quy hoạch, vật tư sẽ tiêu hao với tốc độ rất nhanh, đến lúc đó, chuyện kinh khủng hơn cũng sẽ xảy ra. Tranh đoạt, chiến đấu là chuyện không thể tránh khỏi. Tiếp tục nhìn tiếp. Đúng như hắn nghĩ. Bắt đầu tranh đấu đoạt vật tư. Mỗi ngày đều có người chết những đồng bạn trước kia đã từng rất tốt, cũng bắt đầu đâm đau sau lưng, không đáng tin tưởng. Rõ ràng là nơi người sống sót tránh né tai nạn, bây giờ lại trở thành luyện ngục nhân gian. Khi tất cả vật tư đều đã cạn kiệt, người sống bắt đầu ra tay với người, xem người là đồ ăn, những tình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của Lâm Phàm, chỉ là tận mắt nhìn thấy nội dung trong bút ký. Trong lòng hắn không nhịn được chấn động. Đây không phải là chuyện không thể nào, nếu như một đám người bị nhốt trong núi tuyết hoang vu, ngay cả một cây cỏ cũng không có cho dù biết ăn người là chuyện không được phép nhưng vì sống sót vẫn sẽ phá vỡ giới hạn của mình những cái này không có gì đẹp mắt kết quả của những chuyện đó đã hiện ra trước mắt không còn một ai đều đã chết lúc này dòng cuối nội dung đã giải thích những thứ ở trong này là gì khi ngươi có thể nhìn đến đây ta biết ngươi không phải là người của tường rào thủ đô ngươi cũng không biết nơi này đã xảy ra cái gì ta là bác sĩ của tường rào võ thanh, đồng thời cũng là một giác tỉnh giả cấp 4, ta thi triển năng lực của mình, lấy bản thân thành chất dinh dưỡng, bảo vệ một vài đứa nhỏ còn tồn tại, nếu như ngươi có năng lực thu nhận, vậy mở kén ra, dẫn bọn hắn đi, nếu như ngươi không muốn mang đi, vậy cứ để nguyên bọn hắn như vậy, bởi vì mãi đến khi chất dinh dưỡng của ta bị tiêu hao sạch sẽ, bọn hắn sẽ rời đi mà không có bất cứ đau đớn nào. Nhìn đến đây lâm phàm đã hiểu ra những sợi tơ bám vào xương cốt kia là thứ gì cái này giống như ống truyền máu đối phương lấy bản thân mình ra làm chất dinh dưỡng không ngừng vận chuyển chất dinh dưỡng vào trong thân thể những đứa trẻ này duy trì chất dinh dưỡng cần thiết bảo vệ sinh mạng của bọn chúng còn sống không lâm phàm vô cùng hoài nghi với chuyện này đi đến trước một cái kén ve tay không xé mở độ dày của kén ve rất dày chẳng qua ngay khi xé ra tình cảnh trước mắt khiến lâm phàm khẽ rung lên thi cốt nhỏ yếu. Nhìn hình thể cũng chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi. Tông một tiếng. cúi đầu xem xét, một viên huyết tinh cấp 3 lăn xuống đất. Lâm Phàm chậm rãi nói, nếu có người đồng ý mang đứa nhỏ đi, viên huyết tinh trong này sẽ là phí nuôi dưỡng sao. Hắn nhìn những kén ve xung quanh, xé mở toàn bộ, kết quả thật đáng tiếc, không còn một đứa bé nào còn sống, tất cả đều đã biến thành thi thể, huyết tinh lăn xuống mặt đất, trong mỗi một cái kén ve đều có một viên huyết tinh. Có cấp 3, cũng có cấp 4. Thấp nhất chính là cấp 3. Đủ để chứng minh vị bác sĩ này rất muốn giữ lại một con đường sống cho những đứa trẻ này. Chỉ là chất dinh dưỡng từ một người hắn ta, làm sao đủ cho nhiều đứa trẻ như vậy hấp thu. Chứ đừng nói, đã qua nhiều năm như vậy. Vẫn là đến chậm. Lâm Phàm cảm thán Nếu để cho hắn xuyên đến khi tận thế vừa bộc phát, với bàn tay vàng của hắn, cuộc khởi là chuyện đương nhiên, có khả năng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ai? Lâm Phàm lắc đầu, quay người rời đi khỏi nơi này, trong tận thế, bất cứ lúc nào cũng có chuyện khiến người tuyệt vọng xảy ra. Hắn chỉ là người, không phải là thần. Không thể nào cứu vớt tất cả mọi người, trừ khi hắn gặp được, chỉ là có lúc gặp được cũng đã trễ, thời gian trôi qua quá lâu. Đồng thời hắn cũng rất kính nể vị bác sĩ này. Mấy năm trước chính là giác tỉnh giả cấp 4. Cho dù năng lực thức tỉnh không phải là năng lực chiến đấu, nhưng với thực lực của hắn ta, vào lúc đó nhất định rất lợi hại, cho dù không phải cao nhất, cũng là người có thể thay đổi chiến cuộc. Rời khỏi tường rào Võ Thanh, lái xe tiến vào trong thành thị Võ Thanh. Hắn cần săn giết càng nhiều dị thú cấp năm hơn. Thực lực trong tận thế thật sự quá quan trọng. Tường rào thủ đô nhìn như phồn vinh hưng thịnh, nhưng người cầm quyền đằng sau, tuyệt đối là nhân vật kinh khủng. Bây giờ hắn có thể bình an vô sự, cũng chỉ là vì hắn vẫn chưa gây ra nhiều sự chú ý. Ngày tiếp theo, nhìn bản số liệu. Đẳng cấp, cấp 5, 53 phần 60, cảnh giới, luyện thần, 5,7%, thể chất, 223,79. Nhanh nhẹn, 208,31. Tinh thần, 205, 3 cách lúc tăng đẳng cấp lên, chỉ còn 7 điểm tiến hóa. Độ thuần thuộc của cảnh giới tăng lên, cũng nhận được một chút trị số tăng lên thuộc tính ba chiều đều đã đột phá lên 200. Mà khi tinh thần đạt đến 200, lửa đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Ngọn lửa màu trắng đã là cực hạn năng lực của hắn. Hoặc có thể nói, năng lực này đến cực hạn, không phải là vì tinh thần Lâm Phàm đã cực hạn, mà là năng lực này đã đến cực hạn. Lúc này, Lâm Phàm đi đến sân thượng tòa nhà, nhìn phế tích đằng xa, hưởng thụ không khí trong lành vào sáng sớm, hắn không ngờ thành thị võ thanh lại tốt như vậy, thỏa mãn nhu cầu dị thú của hắn rất nhiều. Đúng là bảo địa. Đương nhiên, ở trong thành thị Võ Thanh, hắn cũng gặp được một ít dị thú có vẻ rất khó đối phó. Hắn không khiêu khích, mà yên lặng rời đi. Khiêu chiến dị thú cấp bậc cao, không phải chuyện bây giờ nên làm, mục tiêu chủ yếu lúc này chính là có thể săn giết những dị thú dễ như trở bàn tay kia, dễ dàng lấy được điểm tiến hóa, tăng thực lực bản thân, nhanh chóng đạt đến cấp 6. Nhảy vọt lên, như diều hâu dương cánh bay lượn trên bầu trời, ánh mắt tập trung vào các dị thú bên dưới, không ngừng chọn ra dị thú phù hợp. Ở đằng xa, trên sân thượng tòa nhà nào đó, có đám người đã sớm chú ý đến Lâm Phàm. Trong nhận thức của bọn hắn, chính là gia hỏa này không ngừng nhảy từ sân thượng này sang sân thượng khác, sau đó giống như phát hiện ra cái gì đó, nhảy xuống đất, không bao lâu lại vọt lên sân thượng, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cách xa bọn hắn. Gia hỏa này là cao thủ các ngươi nhìn năng lực nhảy vọt của hắn đi, còn cả tốc độ này, ta thấy ít nhất phải đạt đến cấp 6, thậm chí là cấp 7, chắc hắn đang tìm kiếm dị thú thích hợp, lấy huyết tinh dị thú. Một vị nam tử trung niên nói, nếu như nói như vậy, thế thì chẳng phải hắn cũng không lấy xác dị thú đi sao, lại một nam tử nói ra. Sau khi hắn ta nói xong, hiện trường đột nhiên yên tĩnh, sau đó lập tức nhanh chóng hành động, di chuyển đến vị trí lúc trước của Lâm Phàm, chẳng qua khi bọn hắn đến đó, đã nhìn thấy một cái xác dị thú đang bị dị thú khác gặm ăn trong lòng bọn hắn rất đau phung phí của trời mà đến chậm rồi có người đau lòng nhức ốc nói một lượng lớn dị thú gặm ăn bọn hắn đương nhiên không có chỗ xuống tay chỉ có thể trở mắt mà nhìn trong lòng thở dài hóa ra tưởng là phú quý đầy trời đến không ngờ cái phú quý này chỉ có thể nhìn lại không thể đụng vào lâm phạm đương nhiên phát hiện ra mình bị từng đối mắt khóa chặt nhưng hắn cũng không có bất cứ ý nghĩ gì, chỉ cần đừng đến treo chọc hắn, hắn cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Tiếp tục tìm kiếm dị thú trong thành thị võ thanh. Phát hiện, săn giết lấy huyết tinh. Không có bất cứ ý nghĩ dư thừa nào. Cho dù gặp người sống sót khác, hắn cũng không ra mặt giao lưu, ít làm quen thì cũng ít chút phiền phức. Nam nhân phải chuyên tâm làm sự nghiệp. Công việc ảnh hưởng đến sự nghiệp, mặc kệ. Ban đêm ngồi trước đống lửa, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Vui vẻ. Cuối cùng cũng tăng đẳng cấp đến cấp 6. Thực lực cũng thay đổi về chất tăng vọt, bây giờ hắn rất mạnh, cuối cùng mạnh cỡ nào, hắn không muốn nói, dù sao thì so với trước kia đều mạnh hơn, càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện cấp bậc càng về sau trên lệch càng lớn. Loại tình huống này chắc hẳn là năng lượng cần thiết để tăng lên quá lớn. Cấp 6 cần 70 điểm tiến hóa cấp 5 và cấp 6 chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, loại chênh lệch này là chênh lệch giữa người bình thường với người bình thường, đối với loại người phát triển toàn diện như hắn, cung cấp trực tiếp nghiền ép, một chiêu không miểu sát, là hắn cho đối phương mặt mũi. Lấy tình hình trước mắt của hắn mà nói, có khả năng cho dù là cường giả cấp 8, có thể so chiêu với hắn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, muốn chiếm được tiện nghi từ tay hắn, vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Trừ khi là loại gia hỏa có thể tăng một mặt chính là thể chất tăng lên rất nhiều nhanh nhẹn và tốc độ tăng lên rất ít ở phương diện nào đó có thể áp chế hắn ai lâm phàm gầm lên một tiếng có động tĩnh vang lên đừng căng thẳng chúng ta không có ác ý một giọng nam vang lên đừng căng thẳng không có ác ý từ ngữ rất quen thuộc cái này không phải ta vẫn hay dùng sao không ngờ lại có một ngày lại bị người khác dùng trên người mình ngay sau đó sáu vị người sống sót xuất hiện trước mặt Lâm Phàm trên mặt họ đều tươi cười. Chào ngươi, chúng ta, ta biết, khi ta săn giết dị thú, các ngươi ở chỗ khác nhìn ta. Lâm Phàm nói trước. Nam tử trung niên nói chuyện cười cười, không ngờ đối phương đã sớm phát hiện ra bọn hắn. Chỉ là khi đó bọn hắn cách Lâm Phàm khá xa. Thậm chí còn không phát ra âm thanh. Đối phương rốt cuộc làm sao mà phát hiện ra được, cái này khiến bọn hắn rất khó hiểu trị số tinh thần của Lâm Phàm đã đạt đến 200, loại trình độ kinh khủng này, rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, sao có thể không phát hiện ra bọn hắn. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Nam tử trung niên nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Khâu Thành, bọn hắn là đồng bạn của ta, chúng ta đến từ tường rào Tây Thanh, nghĩ muốn làm quen một chút, hỏi xe mươi có tường rào hay không, nếu như không có. Ngươi có đồng ý gia nhập tường rào Tây Thanh? Ta có tường tàu lâm phàm nói nhưng mà hắn không nói tường rào miếu loan ra bây giờ còn chưa cần thiết khiến quá nhiều người chú ý đến tường rào miếu loan phát triển khiêm tốn mới đúng không biết là tường rào nào lâm phàm xua tay nói cái này không cần hỏi cách chỗ các ngươi rất xa nếu như các ngươi chưa ăn cơm tối vậy cùng nhau ăn đi cầm thịt dị thú đã nướng xong đưa cho bọn hắn khâu thành nhận lấy thịt dị thú nói một câu cảm ơn sau đó chia thịt dị thú cho đồng bạn ăn ngon người sống sót của tường rào tây thanh cắn một miếng hai mắt sáng lên lâm phàm nói thịt dị thú cấp năm chính tông hương vị cực ngon cường độ lửa được khống chế tốt khóa nước lại hương vị sẽ rất thơm ngon k trước kia ngươi bán đồ nướng à lâm phàm nhìn hắn ta một cái trận trắng mắt nhìn số tuổi của ta nhìn dung mạo của ta tận thế đã xảy ra 10 năm rồi nếu như ta bán đồ nướng chẳng lẽ năm một không tuổi ta đang trải nghiệm cuộc sống khổ sở à làm nhiều lần là biết lâm phàm đang nghe truyện trên tv audio cv nói a à, a à, lúc này khâu thành của tường rào tây thanh đang suy nghĩ lâm phàm rốt cuộc là đến từ tường rào nào chỉ là tường rào nhiều như vậy hắn ta làm sao có thể đoán ra được lâm phàm tùy ý mở miệng nói trước đây thật lâu ta có đi ngang qua tường rào võ thanh gần đây lại đến đó một chuyến không ngờ đã biến thành phế tích ta nhớ trước kia tường rào võ thanh rất lợi hại phát triển không tệ đó k tường rào võ thanh trước kia khá nổi tiếng khi đó là tường rào có hy vọng vượt qua tường rào thủ đô nhất, chỉ là đáng tiếc, bị dị thú triều công phá. Dị thú triều công phá. Ta nhớ khi ta đến tường rào Võ Thanh, có người nói với ta, tường rào thủ đô vẫn luôn kiên kỵ tường rào Võ Thanh, nói có một ngày nào đó tường rào thủ đô sẽ tìm cách dẫn dắt dị thú triều tiêu diệt tường rào Võ Thanh, ta cảm thấy cái loại diệt vong này có kỳ quái. Lâm Phàm nói, ca, lời đi này không thể nói được, nếu như bị một vài người của tường rào thủ đô nghe thấy được, sẽ dễ rước họa vào thân. Một vị nam tử đang ăn thịt nướng nghe thấy vậy, vội vàng lại căng thẳng nói, thậm chí còn nhìn xung quanh một chút, giống như sợ bên ngoài đêm khoay tối tâm kia, có người của tường rào thủ đô đột nhiên xuất hiện vậy. Không có việc gì, nếu như đã là sự thật, vậy thì giấu giếm như thế nào cũng vô dụng. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Khâu Thành vẫn luôn không lên tiếng chậm rãi nói, vấn đề này quả thật có người hoài nghi, nhưng không có chứng cứ, hơn nữa đã trải qua nhiều năm như vậy, sự thật chân tướng thế nào đã không còn người nào quan tâm cho đến bây giờ còn sống mới là chuyện mọi người quan tâm nhất đúng vậy còn sống mới là quan trọng nhất tường rào tây thanh các ngươi thế nào lâm phàm hỏi cũng tạm nhưng gần đây dị thú càng ngày càng nhiều luôn cảm thấy sẽ có nguy hiểm xảy ra cho nên vừa rồi ta mới nghĩ đến chuyện lôi kéo ngươi gia nhập tường rào chúng ta khâu thành cũng muốn nghĩ đến chuyện lôi kéo chút cường giả cho tường rào cường giả nhiều mới có thể đảm bảo tường rào an toàn bây giờ rất nhiều tường rào đều đang đứng trước nguy hiểm cho dù chỗ hắn được xưng là tỉnh dưỡng lão nhưng cũng đã trải qua dị thú triều tấn công tổn thất rất lớn thời gian trôi qua rất nhanh sắc trời dần dần sáng lên tinh thần lâm phàm rất tốt nói rất nhiều chuyện với bọn hắn biết rất nhiều tin tức đây là lần đầu tiên hắn đến khu vực này các vấn đề và tình thế của tường rào xung quanh nếu như không xâm nhập tìm hiểu rất khó hiểu rõ nhưng qua lời nói chuyện của bọn hắn chỉ qua một đêm đã biết được bảy tám phần các vị gặp nhau là duyên phận nên từ biệt rồi có duyên thì chúng ta gặp lại lâm phàm nói khâu thành và lâm phàm nói chuyện rất tốt tuy rằng không hỏi ra được đối phương đến từ tường rào nào nhưng quan hệ hữu nghị bước đầu đã thành lập lâm phàm rời đi một người trẻ tuổi khâu ca ta luôn cảm thấy một đêm này đều là hắn hỏi chúng ta có phải có chút không thích hợp hay không khâu thành nói lời hắn nói một nửa là thật một nửa là giả hắn chắc là chưa từng đến đây bao giờ những vấn đề hắn hỏi đều có liên quan đến tình hình tường rào ở nơi này nhưng mà con người cũng không tệ lắm trong tận thế có thể được đánh giá như vậy nói thật đã rất cao tường rào lâm nghi cho dù đường xá xa côi nhưng chỉ cần cố gắng đi cuối cùng sẽ có thể đến nơi. Ta nên nói như thế nào đây? Lâm Phàm do dự, trầm tư, không biết nên nói với A Phong chuyện về Vương Vũ như thế nào. Trực tiếp nói cho hắn ta, tỷ tỷ mà ngươi nhận đã chết. Nghĩ đến ánh mắt tràn đầy hy vọng của A Phong, hắn cảm thấy nói thẳng ra như vậy thật sự có chút tàn nhẫn, càng hy vọng, kết quả càng tàn nhẫn. Ai, hắn đã không còn là đứa trẻ nữa rồi, có chuyện cần phải chấp nhận. Dừng xe sát bên ngoài tường rào, tiến vào trong tường rào. Tìm được Chương Yên, Chương Yên nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, tâm trạng rất tốt, mặt mũi tràn đầy tươi cười. "Ngươi đã đến tường rào thủ đô rồi sao?" "Đến rồi." "Vậy có tìm được tỷ tỷ của A Phong không?" "Tìm được." Lâm Phàm nói. Chương Yên vô cùng vui mừng khi nghe thấy có thể tìm được tỷ tỷ của A Phong, nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng đã thu lại. "Ai, vậy phải làm sao bây giờ, đã tìm được tỷ tỷ của hắn?" nhưng đối phương lại không đến đón a phong đi rõ ràng là đã quên a phong mất rồi cái này lâm phàm xua tay vẻ mặt nghiêm túc nói không phải như vậy tìm được thì tìm được nhưng mà vương vũ đã chết rồi chết hai năm rồi a à, trương yên há hốc miệng biểu hiện rất kinh ngạc thậm chí không dám tin chuyện sẽ xảy ra theo hướng này chết chết rồi ngươi nói ta nên nói chân tướng cho a phong sao lâm phàm hỏi trương yên trầm tư chậm rãi nói hay là nói cho hắn biết đi, không có hy vọng, nhưng ít ra có thể khiến A Phong hiểu ra, không phải tỷ tỷ của hắn không đến tìm hắn, mà là vì không có cách nào. Vậy A Phong đâu? Lâm Phàm hỏi. Hắn đang rèn luyện thân thể, đi theo ta. Trương Yên dẫn đường, vừa đi vừa nói, A Phong rất để ý đến tỷ tỷ này của hắn, vẫn luôn rèn luyện thân thể, trở nên mạnh hơn, hắn biết nguyên nhân chúng ta không cho hắn đi là vì quá yếu, cho nên muốn mạnh lên, chúng ta không còn lo lắng nữa, để cho hắn rời đi. Rất nhanh, đã đến chỗ A Phong rèn luyện thân thể. Xa xa đã thấy bên hông A Phong buộc dây thừng, kéo một cái lốp xe to, chạy vòng tròn. A Phong. Chương Yên hô lên. A Phong đang rèn luyện nghe thấy tiếng gọi, ngừng lại, khi nhìn thấy Lâm Phàm vô cùng hưng phấn lao đến, tốc độ rất nhanh, giống như hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Phàm Không nhìn đến Chương Yên, chỉ vô cùng mong đợi đứng trước mặt Lâm Phàm Ca, có tìm được tỷ ta không nhìn ánh mắt đây mong chờ của a phong lâm phàm gật đầu giọng điệu bình tĩnh nói tìm được vậy tỷ ta nói thế nào nàng có phải nói ta chờ thêm một chút rất nhanh sẽ đến đón ta a phong vô cùng chờ mong vô cùng kích động lâm phàm muốn mở miệng lại nhất thời không biết phải nói gì vươn tay ra vỗ vai a phong a phong có chuyện không thể tránh được ngươi không còn là đứa trẻ nữa chương yên đứng bên cạnh cảm thấy lâm phàm dẫn dắt chủ đề rất tốt từ từ chậm rãi dẫn dắt khiến a phong hiểu ra hắn ra đã không còn là đứa trẻ nữa đã đến lúc nên chấp nhận hiện thực nhưng mà tiếp theo nàng không ngờ lâm phàm lại nói thẳng ra như vậy a à, a phong không hiểu tỉ ngươi chết rồi nên biết thì cuối cùng sẽ biết đau dài không bằng đau ngắn mặt a phong đang đỏ dần dần trở nên trắng bệch loại cái loại trắng bệch không có một tia máu nào không không thể nào a phong lắp bắp nói hắn ta tình nguyện nghe rằng đã tìm thấy tỷ ngươi nhưng tỷ ngươi bận rộn nhiều chuyện có thể sẽ không đến đón ngươi cũng không muốn nghe tin tức đã chết này lâm phàm không nói gì ánh mắt bình tĩnh nhìn a phong từ trong ánh mắt của lâm đại ca thấy được tin tức khẳng định yết hầu của hắn ta lên xuống rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì cuối cùng hắn ta chậm rãi cúi đầu bàn tay đang siết chặt cũng dần dần buông lỏng tỷ ta chết như thế nào học viện nói rằng là bị dị thú giết chết ta đã biết cảm ơn ca nói xong a phong quay người rời đi đi rất chậm giống như mất hồn lâm phàm nhìn bóng lưng hắn ta hiểu được bây giờ trong lòng hắn ta đang rất đau ai cũng không thể nào an ủi được chỉ có thể để bản thân hắn ta tự chấp nhận nghĩ thông suốt lấy lại tinh thần Lâm Phàm nhìn Chương Yên nói, ta phải đi rồi, trông chừng đứa nhỏ cho kỹ. Ừm, đã hiểu. Chương Yên gật đầu, A Phong muốn đứng dậy, chỉ có thể dựa vào chính hắn ta, những người khác không thể làm gì được. Lâm Phàm rời khỏi tường rào Lâm Nghi. Mà trong một góc nào đó, A Phong quỳ rạp xuống đất, khóc lớn, nước mắt chảy xuôi trên gương mặt, rơi tí tách xuống mặt đất, vì sao lại trở nên như vậy, vì sao lại như thế này, rõ ràng đã nói rồi mà đáng giận dị thú đều tại dị thú đáng chết các ngươi nếu như không phải các ngươi tỷ ta cũng sẽ không chết chương yên đứng trong góc tối âm u dựa lưng vào vách tường yên lặng nghe nàng biết sau khi trải qua chuyện này a phong sẽ trưởng thành cho dù ở trong tận thế cách khiến người ta trưởng thành nhanh nhất chính là người quan trọng bên cạnh chết đi mặc dù đây là cách rất tàn nhẫn nhưng không còn cách nào nữa đây là chuyện người sống cần trải qua cho dù là nàng cũng không thể tránh né lúc này lâm phàm lái xe nghĩ đến đại bản doanh của khô lâu hội ở trong bình ấp tình hình thấy được khi đi ngang qua đám người du đảng này vẫn tồn tại nhưng trong đầu hắn vẫn đang nghĩ đến chuyện chiếc máy bay trực thăng kia cầm theo một rương lớn đi hắn vẫn luôn nghĩ khô lâu hội nhất định hợp tác với một vài thế lực trong rương kia là thứ gì khả năng rất lớn là huyết tinh chuyện mà đám người du đảng của khô lâu hội kia làm chính là cướp đoạt thứ lấy được đương nhiên là huyết tinh rốt cuộc là tường rào hoặc thế lực nào hợp tác với khô lâu hội ai hắn nghĩ không ra hơn nữa bây giờ mình có ra tay với khô lâu hội cũng vô dụng ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ nếu như khiến thế lực kia chú ý đến đối với hắn thì không sao thế nhưng đối với tường rào miếu loan mà nói khả năng sẽ gặp phiền phức không gian phát triển của tường rào miếu loan còn rất lớn cần tiếp tục cố gắng chuyện bên ngoài hắn không thể nào quản nhiều đến vậy, chỉ có thể xử lý tốt chuyện trước mắt của mình. Tường rào miếu loan Bây giờ tường rào miếu loan đang bách phế đại hưng, ngay khi quyết đoán xây dựng, tốc độ xây dựng tường thành cũng rất nhanh, đã sớm bắt đầu thấy hiệu quả. Lý Quyền Phi, Cao Sơn, Hứa Dương quả thật rất thuần thục trong việc xây dựng tường thành. Cộng thêm những người khác trong tường rào giúp đỡ, tiến độ lại càng ngày càng nhanh. Một chiếc xe con từ đằng xa chạy đến. Vương Đại Bảo cẩn thận nhìn, vui mừng reo lên, "Lâm ca, trở về." Đám người đang bận rộn lập tức thả chuyện trong tay xuống, cùng nhìn về phía xa. Bi vọng của Lâm phàm tại tường rào miếu loan quá cao, đến lão Chu cũng không thể theo kịp. Xe con dừng lại trước mặt mọi người, Lâm phàm mỉm cười bước xuống xe. "Lâm ca." Vương Đại Bảo chủ động chào hỏi. Lâm phàm ném chìa khóa xe cho hắn ta, sửa chữa lại một chút Vương Đại Bảo vô cùng phấn khởi lái xe đi. Chào mọi người, đã lâu không gặp, tình hình ổn chứ? Lâm Phàm vẫy tay về phía bọn hắn. Tốt, đều rất tốt. Thời gian qua rất ổn. Lâm ca, ngươi vất vả rồi. Lâm Phàm cười, nghe những lời này, cảm thấy những gì mình bỏ ra đều đáng giá. Hắn nhìn tường thành đang xây cao, tiến triển rất nhanh, độ cao khoảng 4 mét, ba mặt tường vây bắt đầu khép lại, chờ đến khi khép lại, công việc còn lại sẽ là chuyên môn trình độ cao tốc độ xây dựng tường thành rất nhanh lâm phàm nói lý quyền phi nói chúng ta làm chuyến này đương nhiên là luôn cần mẫn làm tuyệt đối không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chút điểm này ngươi cứ yên tâm tinh thần nghề nghiệp của chúng ta rất tốt nói xong ngẩng đầu lên vỗ cao sơn và hứa dương bên cạnh bọn hắn đều đứng thẳng eo lên vì tinh thần nghề nghiệp của mình mà tự hào và đắc ý trong phòng học đám người lão chu lê bạch lương hồng ngô đình lục sơn đang đợi lâm phàm học tường rào thủ đô thế nào lão chu nôn nóng hỏi thăm đám người lập tức nâng cao tinh thần nghe không hổ là tường rào thủ đô quả thật những tường rào khác không thể so sánh được mặc kệ và xây dựng hay là các phương diện khác đều vượt trội hơn rất nhiều tường rào khác lâm phàm nói đám người yên lặng gật đầu tường rào thủ đô là tường rào lớn nhất Trình độ phồn vinh đương nhiên không cần nhiều lời. Lão Chu nói: "Cường giả ở tường rào thủ đô nhiều không?" "Nhiều, nhiều vô số, chính mắt ta nhìn thấy một vị giác tỉnh giả cấp 9, quả thật rất mạnh." Lâm Phàm nói: "A, à, đám người sợ hãi tháng phục, cường giả cấp 9 đối với bọn hắn mà nói, là mục tiêu quá xa xôi." Lê Bạch siết chặt tay thành nắm đấm, thế giới quá lớn, thực lực của hắn ta ở chỗ này có lẽ còn được, nhưng so với bên ngoài, chênh lệch thật sự rất lớn ếch ngồi đáy giếng. Không thế nào nhìn thấy trời đất rộng lớn hơn. a à, lão Lê, ngươi cấp 4 rồi. Lâm Phàm chú ý đến vẻ mặt Lê Bạch, cảm nhận được khí thế trên người hắn ta tản ra, vô cùng vui mừng nói. Sau khi ngươi đi chưa đến 2 ngày, đã lên cấp 4. Lê Bạch nói. Lợi hại. Thực lực của thành viên trong tường rào tăng lên, đối với Lâm Phàm mà nói, đây là chuyện đáng chúc mừng. Không có gì lợi hại cả, so với bên ngoài, ta vẫn quá yếu. Lê Bạch lắc đầu nói. Đã rất lợi hại rồi, sau khi rời khỏi đây ta mới biết, tỉnh của chúng ta được gọi là tỉnh dưỡng lão, dị thú lợi hại nhất cũng chỉ cấp 5, mà dị thú ở bên ngoài thì lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Phàm xem nơi này chính là thôn Tân Thủ. Quái vật ở thôn Tân Thủ hơi yếu một chút là chuyện rất bình thường. Tệ nạn duy nhất khi vẫn luôn ở trong thôn Tân Thủ chính là một khi tưởng thành đến cực hạn ở đây, muốn mạnh hơn, rất khó vô cùng khó lâm phàm nói lại tình hình ở bên ngoài cho mọi người khi biết được lâm phàm có thể bị cường giả của tường rào thủ đô truy sát trong lòng bọn họ rung lên bần bật nguy hiểm thật sự quá nguy hiểm nhưng mà bọn hắn không thể không bội phục lâm phàm thật quá mạnh cho dù bị người của tường rào thủ đô truy sát vẫn có thể bình yên rời khỏi nếu đổi thành bọn hắn sợ đã sớm bị đánh chết rồi các vị Tình hình bên ngoài đại khái là như vậy, dựa vào tình hình trước mắt của tường rào Miếu Loan chúng ta, nếu như có phiền phức với tường rào thủ đô, đối với chúng ta mà nói là loại nguy hiểm không tiến động, cho nên tiếp theo, chúng ta cần phải dốc sức tăng lực lượng toàn diện của tường rào Miếu Loan chúng ta. Ta đặt tên bước đầu tiên này là Miếu Loan Quật khởi một. Không chỉ khi nào đi ra ngoài trải việc đời, tư tưởng mới có thể thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm nhìn thấy tình hình của tường rào thủ đô xong, ý nghĩ của hắn cũng nhiều hơn tỉnh dưỡng lão thì sao chứ cấp bậc dị thú xung quanh rất thấp với thực lực trước mắt của hắn nghiền ép các thế lực lớn trong phạm vi này không thành vấn đề an toàn cực cao không có quá nhiều lo lắng còn về huyết tinh cấp bậc cao cũng không khó khi thiếu hụt đi công tác một chuyến là được miếu loan quật khởi một không chúng ta bắt đầu hành động thế nào lão chu nghĩ danh hiệu này khá nhiều nghe có vẻ phải đến mấy lần nhưng những cái này không quan trọng quan trọng là bốc đồng có ý tưởng lâm phàm nói nói thật tài nguyên của tường rào miếu loan chúng ta quá ít ta nói tài nguyên không phải là đồ ăn mà là các phương diện khác ví dụ như chế tạo công nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học cho dù là tận thế sản lượng khoa học kỹ thuật chúng ta cũng phải đuổi theo kịp mới được đám người nghe thấy lâm phàm nói những lời này lê bạch chậm rãi nói ngươi nói thế ta đồng ý bây giờ trong tận thế nhân viên khoa học kỹ thuật phần lớn chỉ có tường rào cỡ lớn mới có thể tiếp nhận tường rào cỡ nhỏ và cỡ trung bình thường cũng không đủ thiết bị vận chuyển cũng khó khăn đám người nghe vậy gật đầu đúng là như thế với năng lực bây giờ của tường rào miếu loan bọn hắn có thể chèo chống được những thứ này sao nhất định là không được đầu tiên là cơ sở thiết bị và nhân viên đều không có lực hấp dẫn của tường rào miếu loan quá thấp có người sống sót cho dù đi ngang qua tường rào miếu loan cũng chỉ bổ sung thêm một ít vật tư mà thôi, tiếp theo còn sẽ đi đường đến tường rào khác. Tường rào cỡ nhỏ chính là như vậy. Có thể người ở lại cũng chỉ là người bình thường. Lâm Phàm nói, cho nên bây giờ chuyện chúng ta cần làm là bắt đầu đến thành thị vơ vét một vài vật hữu dụng, đồng thời tìm kiếm một ít nhân tài, lôi kéo họ gia nhập tường rào Miếu Loan, đương nhiên, cái này không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể làm được, phát triển cần thời gian rất dài, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành lâm ca ta ủng hộ ngươi vô điều kiện phan hâm hộ trung thành ngô đình hô to lâm phàm nhìn về phía hắn ta gật gật đầu được lâm ca công nhận ngô đình ngẩng cao đầu mỉm cười lương hồng nhìn đội viên lúc trước của mình nàng biết vị đội viên này cách nàng càng lúc càng xa khoảng thời gian ta không có ở đây có chuyện gì xảy ra sao lâm phàm hỏi lão chu nói nói đến cũng thật kỳ quái sau khi ngươi đi mấy ngày ngươi đoán xem ai đến. Ai, người quản lý của tường rào hoài phổ, quý xương bảo thế mà đến tường rào chúng ta, còn mang theo chút huyết tinh và thịt dị thú, nói là tường rào hoài phổ và tường rào miếu loan cùng nhau hợp tác phát triển, thuộc về đồng bạn hợp tác chiến lược, khiến cho ta hơi hoảng. Lão Chu nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cảm thấy có chút khó tin. Nhưng giơ tay không đánh người mặt cười, hắn ta chỉ có thể cảnh giác chiêu đãi. Đúng vậy, dây là có chuyện gì thế? Lê Bạch cũng khó hiểu. Lâm Phàm nói, trên đường ta đến tường rào thủ đô, đi ngang qua Hoài Phổ, cố ý vào xe một chút, gặp được Quý Sương Bảo và tiến sĩ Ai Hoa, tường rào Hoài Phổ có nghiên cứu, nhưng bọn hắn không thừa nhận, nhưng mà có thừa nhận hay không cũng không liên quan, chúng ta biết là được, thủ hạ của Quý Sương Bảo kia đã hao tổn trong tay ta rất nhiều, sở dĩ chủ động cầu hòa, là vì không muốn nảy sinh xung đột với tường rào miếu loan chúng ta. Sau khi nghe lão Chu nói, cảm thán, không ngờ đến cường quốc lại chính là chúng ta. Lê Bạch, Lương Hồng, đám người, các ngươi nhìn ta với ánh mắt đó làm gì, ta không nói sai chứ, trước kia tường rào hoài phổ mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Lão Chu nói, hoàn toàn chính xác, trước kia người quản lý của tường rào miếu loan là ngươi, không sánh bằng người ta cũng là bình thường. Lê Bạch nói, cái này chẳng khác nào một cây đao, hung hăng đâm vào trái tim lão Chu. Đau. Thật sự quá đau có biết nói chuyện hay không thế không biết nói chuyện thì chẳng ai nói ngươi câm đâu lão chu tức giận trừng lê bạch vì thế của người quản lý của bộc phát lê bạch trợn trắng mắt không nhìn thẳng tinh thần lão chu này không tốt lắm các ngươi nói tường rào kim lăng và tường rào nam thông có máy bay vận tải không lâm phàm hỏi lão chu nói cần máy bay vận tải làm gì lâm phàm nói tình hình của thôn bắc dương ra nếu là trước kia lão chu thật sự sẽ nghĩ đến dẫn theo nhiều người trở về như vậy tường rào chúng ta có thể chịu được không nhưng bây giờ chính là thời khắc mấu chốt phát triển tường rào miếu loan nhu cầu cấp bách về nhân viên đãi ngộ chắc hẳn là có nhưng mà máy bay vận tải là vật rất quan trọng trong tận thế ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cho mượn sao lão chu vô cùng hoài nghi về chuyện này thậm chí cảm thấy khả năng không lớn rất thấp còn thấp đến dọa người không thử một lần thì ai biết được Lâm Phàm cảm thấy vẫn nên thử một lần thì tốt hơn. Lão Chu trầm tư một lát rồi nói, vậy thì dùng vô tuyến điện hỏi một chút đã, nếu có nơi nào đồng ý cho mượn, khi đó có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Ừm. Lâm Phàm cảm thấy chỉ có thể như vậy trước. Đồ mà tường rào miếu loan thiếu rất nhiều. Không phải muốn là có thể lấy ngay được. Trong hoàn cảnh tận thế này, nghĩ đến chuyện đạt được những thứ này, vận may và kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được tường rào kim lăng lạc thải điệp nhận được tin tức của tường rào miếu loan hỏi thăm có máy bay vận tải hay không đối với cái này câu trả lời của nàng là có sau đó biết cần mượn máy bay vận tải đến thôn bắc dương đón người nàng không lập tức trả lời ngay mà cẩn hỏi ý kiến thủ trưởng sau đó nàng tìm thủ trưởng sau khi tiến vào thế trình tướng quân cũng đang ở đó khi thủ trưởng hỏi thăm nàng nói thỉnh cầu của tường rào miếu loan ra máy bay vận tải nói mượn là có thể mượn à trình tướng quân phản đối mượn máy bay vận tải bây giờ máy bay vận tải dùng một cái thiếu một cái hơn nữa dầu tiêu hao cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể có sử dụng dầu không phải xăng hơn nữa còn là dầu bôi trơn nhiệt độ cao cái này còn quý giá hơn cả xăng cho dù tường rào kim lăng bọn hắn cũng không thể sản xuất ra chỉ có thể mua từ tường rào thủ đô mà giá cả huyết tinh mua sắm cực cao cho nên tường rào kim lăng vẫn không nỡ khởi động máy bay vận tải thông thường đều dùng máy bay trực thăng chấp hành nhiệm vụ tác dụng chủ yếu của máy bay vận tải là khi tường rào lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất mới có thể dùng máy bay vận tải đưa nhân viên chủ chốt đi lạc thải điệp biết trình tướng quân sẽ từ chối nhưng mà nàng không hề nhìn qua một lần nào mấu chốt là ở chỗ thủ trưởng thủ trưởng trầm tư lâm phàm của tường rào miếu loan ta cũng có biết là một người trẻ tuổi rất có tiềm lực hắn mở miệng mượn máy bay vận tải là vì đón nhận người sống sót ở thôn bắc dương Tổng thể mà nói là vì cứu người, đây là một chuyện tốt, nhưng trong khoảng thời gian này có khả năng không được. Vâng, thủ trưởng. Lạc Thải Điệp không hỏi quá nhiều. Có được đáp án, nàng chỉ cần nói cho đối phương biết là được. Chờ một chút. Thủ trưởng mở miệng. Lạc Thải Điệp dừng chân, chờ lời tiếp theo. Gần đây có một chuyện, ngươi còn không biết, đó chính là chúng ta đã tìm được sào huyệt của dị thú có trí tuệ, chuẩn bị hành động tiêu diệt. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như đồng ý đến đây giúp đỡ, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, máy bay vận tải có thể đến thôn Bắc Dương đón người về giúp hắn. Thủ trưởng nói. Vâng, đã rõ. Lạc thải điệp đáp. Ban đêm. Tường rào miếu loan. Trong phòng. Lạc điều, mảnh vỡ này là ta cực cực khổ khổ mang về đó. Khi hắn lấy mảnh vỡ ra, mắt đầu xanh của lạc điều trực tiếp sáng lên, nhanh chóng dùng thân thể cuốn lấy mảnh vỡ, chậm rãi hấp thu năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ. Thật thần kỳ, mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng vô cùng sắc bén, đụng nhẹ là có thể bị cắt đứt, thân thể mềm nhũn của người cuốn quanh nó, thế mà lại chẳng có chuyện gì cả, đúng là không thể hiểu nổi. Lâm Phàm rất khó hiểu, cũng cho rằng lạc điều có thiên phú dị bẩm. Hấp thu năng lượng cần thời gian. Nhưng mà hắn đã nhận được câu trả lời của tường rào kim lăng, máy bay vận tải có, nhưng gần dây cần dùng đến, đồng thời còn mời hắn tham gia hành động, chờ sau khi chuyện này kết thúc có thể giúp hắn đến thôn bắc dương đón người về chuyện có thể khiến tường rào kim lăng hành động tuyệt đối không phải việc nhỏ đơn giản đây chính là muốn bản thân mình ra sức đổi lấy cơ hội mượn dùng máy bay vận tải có thể hiểu được hợp tình hợp lý không có bất cứ vấn đề nào cả người ta tình nguyện cho cơ hội đã rất không tệ rồi còn về tường rào nam thông kia cũng không liên lạc ngồi xếp bằng tu luyện minh tưởng pháp. Trong khoảng thời gian hắn không có ở đây, đám người kia tu luyện đã có tiến triển rất lớn, có bọn người Lê Bạch dạy bảo, tiết tấu hô hấp của 200 người kia đã khống chế rất tốt. Muốn có được lực lượng cường hãn, quá trình này cần thời gian, nhưng tương lai đang ở phía trước, thấy được, một ngày nào có có thể chạm đến. Càng ngày càng thấy rõ ràng, ít mơ hồ đi rồi. Tu luyện tinh thần não bộ, cần chậm chạp tiến lên, không nóng không vội, mà trong những ngày này tu luyện, hắn cảm thấy bản thân thu hoạch cũng tương đối khá mặc dù tiến triển chậm nhưng ở trong đó cũng có tương quan đến trị số tinh thần của hắn trong đêm tối lâm phàm đang tu luyện lạc điều đang hấp thu năng lượng mảnh vỡ tiểu hy vọng nằm ngáy o mà ở tỉnh ngoài thân thể cao lớn của dê rừng đen như một ngọn núi lớn trong đêm tối nó ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời đen nhánh ban đêm không chút ánh sáng lộ ra yên tĩnh thê lương đột nhiên giữa bầu trời đêm đen kịt một tia sáng lướt qua vạch phá màn đêm đen kịt bay về phía dê rừng đen dê rừng đen đứng dậy phát ra tiếng gầm gừ màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ bốn phía truyền đến tiếng rống đinh tai nhức óc vệt sáng dần dần tiêu tán một vị nam tử chân đứng trên phi hành khí nổi bồng bềnh giữa không trung nhìn chăm chú dê rừng đen bên dưới dê rừng đen cũng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương hai bên nhìn nhau màn đêm lại trở nên yên tĩnh sau một hồi nam tử chậm rãi hạ xuống chỗ cổ dê rừng đen lấy ống tim được giữ gìn cẩn thận chất lỏng trong ống tim hiện ra hình xoắn ốc màu lam đột nhiên đâm về phía cổ của dê rừng đen đây chất lỏng không biết này vào trong cơ thể dê rừng đen mãi đến khi thấy đấy ta có thể làm chỉ là những thứ này dũng ca thời gian không còn nhiều lắm trong cơ thể người đã xuất hiện kháng thể đối với thuốc thuốc này sắp vô dụng với ngươi rồi nam tử nhẹ giọng nói dê rừng đen không thể nói chuyện, yên lặng gật đầu, rõ ràng dáng vẻ dữ tợn đáng sợ, nhưng giờ phút này lại lộ ra một tia nhân tính. Dũng ca, nàng bây giờ rất tốt, có ta ở đây, nàng sẽ không ra mặt chiến đấu, cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, ngươi đừng đến đó nữa, nếu không lại càng hỏng bét. Nam tử chân thành nói, từ trong ngực lấy ra một tấm hình, dơ đến trước ánh mắt đỏ tươi của dê rừng đen. Dê rừng đen chậm rãi vươn tay ra, móng tay sắc bén nhẹ nhàng nắm vuốt, cẩn thận nắm tấm hình như tro bụi kia tại đầu ngón tay lẳng lặng nhìn tin ta ta là do ngươi cứu sống cũng là do ngươi bồi dưỡng ta sẽ không lừa ngươi nam tử nói dây rừng đen vẫn duy trì động tác đó chỉ sợ hơi cử động một chút sẽ làm rơi tấm hình trên đầu ngón tay từ đó không tìm được nữa nam tử không vội vàng rời đi mà trôi nổi xung quanh tự lẩm bẩm một mình dũng ca ngươi biết không bây giờ ta rất mệt mỏi mỗi ngày khi mở mắt ra nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh vẫn là hoàn cảnh quen thuộc ta cảm thấy may mắn ta rất sợ hãi xung quanh đột nhiên biến thành một màu đỏ máu tổ tài quyết thiên vương trước kia đã không còn tưởng tượng đến năm đó chúng ta nổi bật như thế nào lóa mắt ra sao trong mắt những người sống sót chúng ta là cứu tinh chúng ta là chúa cứu thế nhưng chúng ta không lay chuyển được bọn hắn anh hùng gì chứ chúa cứu thế gì chứ chỉ là công cụ trong tay bọn hắn mà thôi nam tử bình thường trong mắt người khác chính là người ít nói từ đầu đến cuối đều im lặng trong mắt người không biết hắn ta lạnh như núi tuyết cao ngạo vô cùng thế nhưng chỉ có mình nam tử biết rõ hắn ta không có người để kể chỉ có thể nói cho dũng ca nghe dê rừng đen vẫn luôn im lặng chậm rãi xoay đầu nhìn về phía nam tử ai lại nói nhiều lời như vậy dũng ca ta phải đi rồi tin ta nhất định phải tin ta ta lấy tính mạng ra đảm bảo sau khi nam tử nói xong câu đó lập tức hóa thành một tia sáng rời khỏi nơi này sáng sớm buổi sáng tốt lành lâm phàm ra khỏi phòng mặt mũi tươi cười giơ tay chào hỏi với tiểu hy vọng sau đó đi vào toilet rửa mặt đi ra bắt đầu ăn bữa sáng thúc thúc buổi sáng tốt lành tiểu hy vọng điềm nhiên chào hỏi lâm phàm sờ đầu của nàng thúc thúc lạc điều đâu nó ngủ nướng Lạc Điều còn đang hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ, không quấy rầy nó, mặc cho nó hấp thu, Lạc Điều tiến hóa cần năng lượng của mảnh vỡ. A, à, Lạc Điều thật hạnh phúc, ngủ đến tự nhiên tỉnh là chuyện vui vẻ nhất. Tiểu Hy vọng rất hâm mộ, mỗi ngày nàng đều phải rời giường thật là sớm, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện. Đặc biệt bận rộn. Nhưng mọi chuyện đều rất cần thiết. Ăn xong bữa sáng, Lâm Phàm rời khỏi nhà, đi xem Tinh Tinh, đã thấy A Quyền đang ở bên cạnh Tinh Tinh nói chuyện với tinh tinh hắn ta nói tinh tinh nghe tinh tinh gào thét a à quyền gật đầu dường như có thể hiểu được ý của đối phương hai bên tạm thời không cần chú ý vật biểu tượng của tường rào miếu loan không có việc gì cứ để bọn hắn nói chuyện phiếm lung tung đi khi có việc an toàn của tường rào phải giao cho bọn họ đi đến bên ngoài tường rào đám người xây dựng tường thành lục tục đến đại bảo đến đây lâm phàm vẫy tay với vương đại bảo Vương Đại Bảo nhanh chóng chạy đến. Lâm ca, có chuyện gì sao, tình hình bọn hắn bây giờ như thế nào? Lâm Phàm nhìn về phương xa, Lý Quyền Phi đang tạo xi măng, Cao Sơn thi triển năng lực đào đất, hứa dương xoa mắt, sau đó mở trừng hai mắt, ti lửa bắn ra hàng kiến trúc kim loại. Ba vị này đều là nhân tài, đều đại tài xây dựng công trình. Lòng yêu tài của hắn đã sớm rụt rịch. Lâm ca, yên tâm đi, không kém gì nhiều, bọn hắn có hứng thú rất lớn với tường rào miếu loan chúng ta ta nắm chắc rất lớn đảm bảo bọn hắn muốn ở lại tường rào vương đại bảo nói hắn ta hết sức thể hiện rõ tình hình tường rào thể hiện mặt tốt nhất ra hắn ta có thể nói như vậy bởi vì bất cứ một tường rào nào cũng khó có thể giống như tường rào miếu loan bọn người lý quyền phi ở chợ giao dịch tìm kiếm đường sống vất vả như thế nào đương nhiên không cần nhiều lời nếu như không phải cuộc sống ép buộc ai mà không muốn có một nơi nghỉ ngơi an ổn. Ta tâm sự với bọn hắn, ngươi không cần đi theo, tự làm chuyện của ngươi đi. Lâm Phàm đi về phía bọn hắn. Lúc này bọn người Lý Quyền Phi đang làm việc rất cố gắng, rất nhiệt tình. Trải qua những ngày qua, bọn hắn biết tường rào miếu loan và những tường rào mà bọn hắn từng thấy không giống nhau. Khiến người sống ở nơi này nhìn thấy hy vọng, thậm chí có thể chạm đến Tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình trải qua cuộc sống mỗi ngày. Nụ cười tươi cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi vậy, ý của của bọn hắn bắt đầu dao động, đó chính là muốn ở lại tường rào miếu loan, nhưng bọn hắn sợ, sợ sẽ bị từ chối không nhận, trước khi bọn hắn lo lắng chính là khi gia nhập tường rào, sẽ không có tiền lương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.